thứ novena, tôi nhớ một khoảnh khắc tuyệt vời dựa trên bài thơ của Pushkin. Bài thơ tình yêu được viết vào năm 1840, có đòi hỏi trái tim tôi đã thổn thức với bao ý niệm cuộc sống, nước mắt và tình yêu. Đây là một trong những romance nổi tiếng nhất được trình diễn thường xuyên của nhà soạn nhạc Mikhail Glinka. Xin mời các bạn. Oh,